Hôm nay mẹ xuống dưới Bình Dương, mẹ nhờ các anh em trong đội hiệp sĩ để đi tìm con Lê Hồ Viết Dạ Bảo rồi, con sinh xin năm. phép chào cô nha. Dạ con. Dạ vâng, thì cô cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì và đến từ đâu. Cô tên là Hồ Thị Hà. Hồ Thị Hà, cô ở 27 An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt. Đà Lạt ạ. À, Đà Lạt. Một tỉnh, nói chung là về đến Bình Dương là một quãng đường rất là xa. Đúng rồi con. Dạ, hôm nay cô về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp cô vụ việc gì đây? Cô về ở Bình Dương thì cô nhờ đội hiệp sĩ của chú Hải thì giúp cho cô đi tìm con cô là Lê Hồ Viết Bảo, sinh năm 1989, tuổi Kỷ Tỵ. Dạ. Cháu em bỏ nhà đi từ lúc tháng Giêng đến hôm nay. Lúc mà đi khoảng một tháng á, thì là có tin tức ở công an tỉnh huyện cái xã Sàng Tiến á, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Ồ, ở Lạng Sơn nữa. thì có ra tới đó thì công an á, thì có giữ cháu lại thì kiểm tra giấy tờ đầy đủ, thì cháu đưa giấy tờ đầy đủ, có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thì Dạ. lại công an ở đó thì cho cháu đi. Sau đó thì cái anh công an mới đưa cái tìm trên mạng, thì cô có lúc đó cô có đi tìm kiếm em, thì cô có ghi số điện thoại, Dạ. thì lúc đó chú công an mới gọi về cho ông xã cô thì nói là đã thấy em Lê Hồ Viết Bảo ở xã Tràng Tiến, nhưng mà Dạ. kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì em nó đã cho em đi rồi, thì lúc Dạ. đó thì công an mới đưa lên thì lúc đó em đã đi rồi. Dạ. Thì là ở ngoài Lạng Sơn thì xa quá, đi rồi mình cũng không biết tìm kiếm sao, mà lúc đó tin nó đã đi rồi thì không biết là đi tìm chỗ nào. Dạ. Thì khoảng một tuần sau á, thì chú đó thì đi xuống cái huyện Lộc Bình công tác, thì chú đi tới chỗ cái trạm xăng á, chú Dạ. đổ xăng thì chú thấy em nó đang đổ xăng, Dạ. thì trong tay thì cầm 30.000 thôi, tại vì Dạ. đi một tháng trời thì không biết có bao nhiêu tiền, nhưng mà ra đó thì cô cũng nghĩ là em không hết tiền rồi. Dạ. Mà lúc đi thì em đi chiếc xe Word mà biển số là 49B1 Dạ. 03303, Dạ. thì em đi xe đó ra tít ngoài đó luôn. Vậy là năm nay con trai của cô á là 34 tuổi. Đúng rồi Đúng con, không ạ? đúng rồi. Trước kia thì con trai nhà mình có làm công việc gì không trước lúc bỏ đi á Trước cô? trước lúc đó đi thì con cô cũng làm, nó cũng làm những cái việc lặt vặt như đi phụ hồ nè, đi phụ những cái công việc lặt vặt cho mấy cái công ty đó. Con nhà mình là học trình độ đến bao nhiêu Thì cô? lúc đó trước lúc mà em nó bị trầm cảm thì em nó đã học có cái bằng đại học quản trị kinh doanh Ồ, rồi. học đại học. Đại học quản trị kinh doanh rồi. Ủa, học đại học xong là mới bị trầm cảm. Lúc đó nó bị rồi, cũng nói chung là bị té xe, rồi có những cái cú sốc thì đầu đời đó. Cú sốc là cú sốc cụ thể là như thế nào cô ha? Cú sốc thì nói chung là không biết trong cái chuyện tình cảm, thì nói chung là À. cô em nó học ở dưới đó, cô ở trên Dạ. nhà cô cũng biết, nhưng mà Dạ. còn bị tai nạn, em bị té xe với em bị người Dạ. ta đánh vô đầu á. Sao người ta lại đánh? Không biết lúc đó cô ở trên Đà Lạt còn em nó ở dưới đây thì Ở không thành biết, phố Hồ Chí Minh hay ở đâu ạ? ở thành phố thì không biết Vậy nữa. là chung quy lại là có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng con của cô Đúng là rồi, dẫn tới cái bệnh là trầm cảm. Thứ nhất trầm cảm. là quen bạn gái đúng không ạ, và Đúng rồi. chia tay thì cũng dẫn tới một phần, và sau đó thì gọi là tai Thì nạn tai nạn và bị người ta gọi là tác động vật lý lên á. đầu Đúng rồi. đúng không ạ, nên mà dẫn tới thì con trai nhà mình như vậy. Đúng rồi. Trước cái lúc ở nhà là con trai nhà mình là làm phụ hồ ha, Phụ phụ hồ hồ xung quanh là ở Đà Lạt hay ở đâu? đi xung quanh ở Đà Lạt Ở thôi, Đà tại vì Lạt có thời gian làm bảo vệ ở các chỗ đó con, làm bảo vệ, nói chung là nhà mình trước kia đã từng gọi là đưa con trai nhà mình đi điều trị gì không? không, cô cũng có mua thuốc cho em uống thôi, Mình không có đưa đi bác sĩ bệnh tại viện gì vì ạ? mỗi lần mà cô đưa thuốc á, thì em cũng uống, xong thời gian sau thì lại không uống. À, gọi là có thuốc thì đỡ, mà Có hết thuốc thuốc thì cô được mấy người con? cô có hai em, Và em này là em này là con con cả đầu, con cả con ha. cả.
Rất buồn ha. Dạ, cô buồn lắm. Cụ thể là bao nhiêu tháng là cô không được gặp con rồi? Từ lúc tháng giêng là tháng âm hay tháng 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 tây cô? Tháng giêng là tháng âm ha. Tháng âm là tháng giêng, còn tháng tây là tháng hai á con. Hai đi vậy đi. Là hôm nay là nếu mà con đang tính theo ngày âm đi ha, tháng giêng hôm nay là đã là tháng 8 rồi. Đúng rồi. Mới cái trung thu đây mà rằm tháng 8 rồi. Đúng qua rằm rồi. Đúng rồi. 8 tháng trời. 8 tháng trời rồi nó đi, cô chẳng biết tin tức gì. Vậy là gia đình nhà mình cũng lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Đúng rồi. Bởi vì như cô chia sẻ thì con của cô là người học rất là giỏi. Đúng học rồi. Tới đại học tài học chính là học, rất giỏi. Học quản trị kinh doanh nó có bằng đàng hoàng rồi. Nhưng mà rất lấy làm tiếc thì đó. Mười cây mười hoa, mười nhà mười cảnh. Số phận hết cô ha. Đúng rồi con. Số thì con trai của cô không được may mắn, cũng ăn học đàng hoàng, thành tài. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng thì gọi là những sự cố, biến cố trong cuộc đời đã làm thay đổi tất cả cô ha. Đúng rồi con. Chỉ là cô cũng khổ tâm, gia đình cũng khổ tâm. Cha mẹ nào mà không thương con? Đi tìm kiếm em khắp nơi mà không biết tìm kiếm ở đâu. Mẹ cha thì luôn luôn mong muốn biết được bây giờ con như thế nào, ở đâu, làm gì, có được khỏe không. Trong thời gian vừa qua không biết là con mình như thế nào. Mà đặc biệt rằng tiếc một cái là con nhà mình lại không được như con nhà người ta, đúng không ạ? Không được bình thường như bao người khác, không được khỏe mạnh, gọi là mình kiểu là đầu óc không được tỉnh táo ấy, đúng không cô? Đúng rồi con. Nên mà gia đình mới lo nhiều hơn. Đúng rồi. Thương ha. Trên cái video này cô có điều gì cô muốn tâm sự với con trai của cô không? Mời cô. Cô gọi tên con cho cô nói với cô. Cô hôm nay mẹ xuống dưới Bình Dương, mẹ nhờ các anh em trong đội hiệp sĩ để đi tìm con Lê Hồ Viết Bảo, sinh năm 1989, cư ngụ 27 An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt. Nếu con có coi cái video này hoặc là cộng đồng mạng có coi cái video này thì chia sẻ và tìm giúp con của tôi Lê Hồ Viết Bảo, sinh năm 1989, tuổi Kỷ Tỵ. Cháu đã đi ra khỏi nhà từ ngày 24 tháng giêng đến hôm nay gần 8 tháng rồi, cháu chưa thấy tin tức gì của cháu. Thì tôi cũng mong cộng đồng mạng chia sẻ để giúp đỡ tôi để tìm được con. Rất là thương, thật sự cái hoàn cảnh này rất xót xa. Vậy là cái bệnh tình cứ trong thời gian nhà là cứ tiếp diễn, vậy có bao giờ bị lên cơn gì không cô ha? Hay là chỉ là ít nói thôi? Ít nói thôi. Ít nói, ít tiếp nói. Xúc. Đúng không ạ? Chỉ muốn một mình ở trong phòng hoặc là không bao giờ nói chuyện với ai. Khi nào hỏi cái gì á thì nhưng mà nói chuyện vậy thôi. Tính tình có cọc cằn không cô? Không cọc cằn, rất là hiền. Ngoan. Ngoan. Nói chung là nó hết việc này là đi kiếm việc khác làm, chứ cũng không có để mà rỗi. Chịu thương chịu khó. Chịu thương chịu khó mà không biết là đi mà không có biết kiếm. Cái điều làm đặc biệt đáng tiếc là một sinh viên học đại học ra trường có bằng cấp hẳn hoi. Đúng nhưng rồi. Mà rất lấy lắm tiếc rằng là cái số phận không may mắn lại phải đi làm hồ ha. Đó là cái điều đáng tiếc. Nói chung là cũng có bằng lái xe con. Ô giỏi vậy ạ. Cái đợt trước lúc là mà đi thì là cũng chạy xe bỏ những hàng hóa cho cái công ty đó. Thì đang vậy cái rồi ngày 24 tháng giêng là ngày giỗ đầu của bà ngoại á. Dạ. Xong rồi em nó đi tới giờ luôn. Mình là người gốc Đà Lạt luôn hả cô? Cô ở Đà Lạt luôn. Gốc Đà Lạt. Thì hôm nay cũng nghe cái tin của đội hiệp sĩ này. Dạ. Thì cô mong xuống là giúp, nhờ đội hiệp sĩ giúp với cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi để giúp cô tìm con cô. Hy vọng rằng em trai đang ở phương trời nào đó thì xem được cái video này, thấy mẹ của em lặn lội hàng trăm cây số ở một tỉnh rất là xa Đà Lạt để về Bình Dương, nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm em, thì em hãy nhanh chóng quay trở về. Hoặc là dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có xem cái video này thấy một cái hoàn cảnh thật sự rất là thương của một người mẹ, tính thời điểm hiện tại bây giờ cũng là 7-8 tháng trời chưa biết được con mình ở đâu, như thế nào, ra sao, sống được khỏe không, bệnh tình như thế nào, thì cô chú anh chị em rất mong được sự trợ giúp cũng như là hỗ trợ của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng rằng một ngày nào đó gần nhất mẹ con gia đình được đoàn tụ bên nhau. Thì cô chú anh chị xem video này có thấy em trai như trong hình ở đâu
thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa em trai thứ nhất là về đoàn tụ cùng với lại gia đình và tiếp tục là trị bệnh. Bởi vì là mỗi con người sinh ra đều có một cái số phận hết. Cô thôi cô đừng có buồn nha. Cô cũng cứ bình tĩnh cô ha. Thì con hy vọng rằng là một ngày gần nhất gia đình nhà mình sẽ được đoàn tụ bên nhau nha cô nha. Cô con không biết nói gì hơn thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cô thượng lộ bình an về Đà Lạt và đặc biệt là 1-2 ngày tới hoặc là có thể 1 tuần tới, một nói chung là một ngày gần nhất con trai sẽ quay trở về cô nhá. Thì cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là đăng tin đi tìm con đúng không ạ? Thì anh em sẽ giúp đỡ cô hoàn toàn miễn phí và cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng thông tin này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai nhà mình không? Cô có đồng ý không? Cô đã tới đây cô nhờ là cô sẽ mong sẽ đăng tin lên mạng xã hội. Thì mạng xã hội sẽ rộng rãi với là đội hiệp sĩ thì nói chung là có tiếng nói ở trong cộng đồng mạng. Thì sẽ chia sẻ những cái thông tin của gia đình cô lên cộng đồng mạng để cộng đồng mạng giúp đỡ để cho cô tìm được em. Ở hiện thì gặp lành cô ạ. Cô cứ bình tĩnh, cô cứ yên tâm nha. Dạ rồi thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn, gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành quan tâm cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp người giúp đời. Và hôm nay là ngày cuối tuần, ngày chủ nhật thì em chúc cho tất cả cô chú anh chị có một ngày nghỉ ngơi thật là vui vẻ bên gia đình cũng như là người thân. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.